Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Và đầu tiên, xin mời diễn viên Gia Bảo. Và người chơi tiếp theo của chúng ta là một cô gái rất dễ thương, đó chính là cô giáo Ngọc Dung. Và người chơi tiếp theo đó chính là bạn Mạnh Hùng, là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh. Người chơi cuối cùng là một cô gái phải nói là rất là ngọt ngào và đáng yêu, và là một người bạn diễn rất là thân thiết của Vi, đó chính là diễn viên Vũ Ngọc Ánh. Ngày hôm nay với bốn người chơi của chúng ta ở trong chương trình Thử Thách Bất Ngờ, thì mọi người có biết là chương trình của chúng ta là liên quan về ngôn ngữ tiếng Việt chưa ạ? Có biết sơ sơ, bởi vì rất là thích chương trình này là bởi vì Gia Bảo cũng là một cái người là rất là thích về môn chính tả. Bởi vì mình cũng rất là nghiêm túc trong vấn đề viết status đúng chính tả. Đúng chính tả cho đúng nên không? Mình rất là hay thích mắc lỗi những cái người nào mà viết sai chính tả lắm. Anh biết không, anh bảo biết không, em là chuyên gia sai chính tả. Em nhận tham gia chương trình này là để em học lại cái kiến thức chính tả của em. Tại vì em sai nhiều quá, mỗi lần mà em nhắn tin hay là em nói chuyện với chồng em không hiểu. Tại vì em sai nhiều quá, mỗi lần mà em nhắn tin hay là em nói chuyện với chồng em không hiểu. Cho nên là em đăng ký tham gia chương trình này để mà em ôm lại cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Chứ lâu lâu giờ em đi ra ngoài đường em nói chuyện người ta tưởng em người nước ngoài không. Nhưng mà cái này á, bây giờ là tại vì nhiều khi mình nhắn tin với nhau thì mình hay viết tắt nè, xong rồi mình dùng những cái từ mà nó quá là đặc trưng mà chỉ riêng có đối phương biết với đúng nhau rồi. Thôi. Và nhiều khi mình lại thành cái thói quen và mình sử dụng cái từ đó rộng rãi. Nhiều khi mình cứ mặc định là cái từ này là hình như cái từ ai cũng biết nè, nhưng mà trong ngữ pháp Việt Nam thì lại không đúng. Đúng rồi. Và không biết là cô giáo Ngọc Dung của chúng ta thì bạn đang dạy môn gì? Mình dạy môn ngữ văn. Ngữ văn. Wow. Cho nên là hôm nay thật ra cái người mà áp lực nhất á là đây. Đúng không? Bây giờ cô giáo ngữ văn mà viết sai chính tả hay là bắt lỗi câu không đúng á, thì sẽ bị học sinh mình cứ như là càm ràm liền. Cho nên là cố gắng nha, rất là áp lực. Yên tâm đi, cái số này học sinh coi không ơi, yên tâm. Bạn Hùng ơi, còn bạn thì sao? Thực sự thì em là sinh viên trường sân khấu á, thì cái vấn đề chính tả và về mặt phát âm á, tụi em phải rất là kỹ. Tại vì nói sai chính tả khán giả dưới khán giả cười và mất đi cái cảm giác mà mình đang truyền tới cho khán giả nữa. Cho nên rất là áp lực. Em cũng là cái người giống như anh Bảo vậy đó, rất là thích bắt lỗi chính tả, rất là nhắn tin với bạn á, chỉ cần sai chính tả thôi là mọi câu nói là mất giá trị hết. Cái từ mà em sợ nhất là từ lãng mạn. Lãng tại vì mạn. Phát âm theo tiếng nói của mình á là lãng mạn bình thường, nhưng mà mỗi lần ghi là ủa nó có g hay là không có g ta. Phải nói là tiếng Việt mình là một cái ngôn ngữ rất là hay, bởi vì nhiều khi chỉ có một cái dấu nó khác đi hoặc là thiếu một cái chữ kế bên thôi là cái nghĩa nó khác hẳn đi rồi. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm là đến với chương trình Thử Thách Bất Ngờ ngày hôm nay là vừa thử lại cái khả năng tiếng Việt của mọi người. Và nếu mà có những từ mình sai thì không có sao hết trơn á. Và ngay bây giờ thì bốn thành viên của chúng ta đây rồi. Chúng ta hãy cùng đến với vòng đầu tiên của chương trình Thử Thách Bất Ngờ.